Cộng sản là như thế đấy. Năm 1946, Bác Hồ ở Paris, trong một cuộc họp, một nhà báo Pháp muốn làm giảm thiện cảm của mọi người về chế độ cộng sản, lý tưởng của Bác, bằng cách đưa ra một câu hỏi: "Thưa Ngài Chủ tịch, Ngài vui lòng cho biết cộng sản có gì tốt?" Bác Hồ lặng lẽ bước đi đến lẵng hoa để trên bàn, vừa rút ra từng bông hoa tặng cho mỗi người một bông, vừa vui vẻ nói: "Tôi là người cộng sản như thế này này." Cả phòng họp báo vỗ tay ầm ĩ, nhà báo Pháp không nói thêm được gì. Đó là điều giúp ta có thể hiểu được vì sao khi Bác còn sống và cả đến khi Bác mất đến cả mấy chục năm qua, thế giới có bao nhiêu sự đổi thay nhưng Bác Hồ vẫn luôn được cả nhân dân thế giới tôn kính và ngưỡng vọng, coi Bác như một biểu tượng cao cả chính nghĩa của hòa bình, một kiểu người cộng sản hài hòa giữa yêu nước và quốc tế. Trong rất nhiều ý kiến, nhà báo Mỹ Sutherland viết từ năm 1969 rằng: "Trong núi rừng Việt Bắc nghèo khổ, nhưng Hồ Chủ tịch sống giản dị giống như một ông tiên. Nếu có ai bảo đấy là một người cộng sản thì tôi có thể nói Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người cộng sản khác với quan niệm tiêu cực mà chúng ta vẫn thường nghĩ. Có Bác Hồ, nhân dân Việt Nam được ấm no hạnh phúc." Khi người còn sống đã từng nói rằng: "Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Tôi chỉ có một sự ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh, nước biếc để câu cá, trồng hoa, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, em trẻ chăn trâu, không dính líu gì với vòng danh lợi. Nếu ai có thắc mắc cộng sản là gì, thì hãy nhìn cách mà Bác Hồ sống, đó là một người cộng sản chân chính."